Bữa nay mình quay xe quốc. Phá nhà rồi đào móng. Sếp ơi, sếp cười cái. Đây là xe Komatsu 02. Chú nhà mình không ép từ ép sang bà chú. Bà chú xây mấy tấm hả chú? Chú xây có tấm giả. Dạ. Nhà này xây một tấm này là không cần ép cừ tràm, ép cừ bê tông. Chỉ đổ đá bằng. Sa bần rất là bụi. Nắng của Sài Gòn. Giá điều hòa mát không? Giá điều hòa mát không? Đó, mấy cục bê tông này tí rắc búa vào đục. Này, nhà cấp 4 khá buổi sáng sang luôn. Sáng chưa, sáng chưa, sáng chưa. Thank you.
Thôi, mình xin kết thúc video.